Alo, chào các bạn, mình là Duy. Đây là video hướng dẫn làm một cái cửa sổ Windows Explorer dạng tab giống như của Google Chrome. Và đây là demo. Đây, mở một cái tab. Đây, chúng ta dịch chuyển copy qua lại cái tab này rất là tiện lợi. Thì đây là một phần mềm miễn phí freeware để có thể search lên Google. Tên nó là Clover, Google Chrome. Chrome tab này thì nó sẽ ra nhiều trang, các bạn cứ bấm vào cái trang nào đó. Đây là trang lifehacker.com, thì nó sẽ nói về cái phần mềm này. Thì cái trang chủ nó nằm đây, là bấm vào open link new tab. Đấy, thì cái thằng này là tiếng Trung Quốc cho nên là chúng ta không quan tâm. Các bạn cứ bấm vào cái download ở minor minor of the app này. Vào đây đây rồi chúng ta cứ download bình thường, các bạn bấm vào download đây để nó sẽ tự động nó bắt link và nó download nếu mà chúng ta sử dụng IDM. Ở đây tôi đang xài bằng IDM, đây nó đang load đấy. Rồi các bạn cứ bấm vào hai cái nào cũng được, bấm vào một cái rồi nó sẽ nói là do download is starting, là đang đang bắt link rồi các bạn. Đấy thì cái thằng này nó là 2.39 MB, thì bạn chúng ta bấm download rồi tắt này đi. Rồi khi mà download xong thì chúng ta sẽ open nó ra. Đây, open folder. Thì cái việc cài đặt cái thằng này nó cũng giống như là cài đặt mọi phần mềm khác thôi. Nếu các bạn biết rồi thì không cần phải xem tiếp cái video này nữa. Đấy, thì nó sẽ đưa tới đây, thì chúng ta sẽ giải nén ở đây. Đấy, nó extract here đó, thì nó sẽ ra cái thư mục cái thằng này, download này nè. Bằng double click vào thì nó sẽ, chúng ta bấm nét 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 tiếp thì nó sẽ tự động cài đặt cái phần mềm thôi. Cái phần còn lại rất là dễ ha. Như vậy thì video tới đây là tạm dừng. Cảm ơn các bạn đã quan tâm.